Sáng 16 tháng 8, câu lạc bộ Inter Miami dưới sự tỏa sáng của Messi đã thi đấu rất hay, giành chiến thắng dễ dàng trước Philadelphia Union 4-1 trên sân khách ở trận bán kết giải League Cup. Messi lập siêu phẩm khi ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 20 với cú sút chìm bằng chân trái từ khoảng cách khá xa bên ngoài vòng cấm. Trước đó, ngay phút thứ 3, tiền đạo Joseph Martinez sớm mở tỷ số 1-0 cho Inter Miami từ đường kiến tạo đẹp mắt của Sergi Kirivasov. Cuối hiệp 1, trong phút bù giờ, hậu vệ Jordi Alba nâng tỷ số lên 3-0 cho Inter Miami sau đường chuyền phản công sắc sảo của Robert Taylor. Đây là trận thứ 6 liên tiếp Messi ghi bàn cho Inter Miami, tổng cộng 9 bàn, giúp đội bóng do cựu danh thủ David Beckham làm chủ tịch cũng toàn thắng trận thắng 6 liên tiếp. Chuỗi trận thắng hoành tráng này đưa Inter Miami vào chung kết giải League Cup gặp câu lạc bộ Monte, Mexico hoặc Nashville SC, Mỹ ngày 20 tháng 8 giờ Việt Nam, tranh ngôi vô địch. Sự có mặt của Messi cùng hai người đồng đội cũ từng thi đấu nhiều năm ở Barcelona là Sergio Busquets và Jordi Alba đã giúp các cầu thủ còn lại của Inter Miami như Joseph Martinez, Robert Taylor hay Grimaldi, DeAndre Yedlin thi đấu càng ngày càng hay. Trước đối thủ khá mạnh Philadelphia Union chỉ thua một trận trong 28 trận ở sân nhà gần đây, nhưng Messi và các đồng đội đã hóa giải đối thủ dễ dàng bằng lối chơi chậm, chắc và đấu pháp hợp lý. Những pha phản công nhanh được các cầu thủ Inter Miami áp dụng nhuần nhuyễn. Trong đó, 3 bàn ghi trong hiệp 1 của Inter Miami do công Joseph Martinez, Messi và Jordi Alba đều sau các tình huống chuyển trạng thái phản công nhanh và được thực hiện với các cú sút hoàn hảo. Trong hiệp 2, với cách biệt an toàn, huấn luyện viên Tata Martino của Inter Miami rút các cầu thủ như Joseph Martinez, Robert Taylor ra nghỉ để tung các cầu thủ như Campana và Diego Gomez vào thay. Nhờ đó, Philadelphia Union có bàn rút ngắn tỷ số còn 1-3 do Bedoya ghi phút 75. Ở những phút cuối trận, kinh nghiệm của Messi, Busquets và Jordi Alba đã giúp Inter Miami thi đấu với một tốc độ vừa phải để bảo vệ chắc tỷ số. Phút 84, Messi khởi tạo một pha tấn công sắc sảo giúp Yedlin kiến tạo cho cầu thủ trẻ David Ochoa vào sân từ ghế dự bị ghi bàn ấn định chiến thắng giòn giã 4-1 cho Inter Miami.